Thưa quý vị, do bị các chủ nợ hối thúc đòi nợ, Nguyễn Thanh Sơn, 35 tuổi, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, đã bắt cóc bé gái 3 tuổi là con của bản thân để đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng. Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận địa phương hồi cuối tháng 10 2023. Tòa án Nhân dân tỉnh Long An vào hôm qua đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thanh Sơn về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, đồng thời tuyên phạt 15 năm tù đối với bị cáo. Theo cáo trạng, chiều ngày 2 tháng 10 2023, Sơn thuê xe ô tô đến trường mầm non rước con gái của bạn thân là anh Lê Trọng Tuyển, sinh năm 1991, chở lên thành phố Hồ Chí Minh. Dọc đường đi, Sơn nhắn tin yêu cầu anh Tuyển chuyển khoảng 2 tỷ đồng, nếu không, con gái anh sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi thương lượng, Sơn đồng ý hạ giá tiền chuột xuống 1 tỷ. Khi anh Tuyển chuyển khoản cho Sơn, Sơn nói ra địa điểm cất giấu con anh Tuyển tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Thủ Đức, rồi bắt xe khách đi Đà Lạt lẫn trốn. Trên đường đi, Sơn bị công an tỉnh Long An, công an thành phố Hồ Chí Minh, công an tỉnh Đồng Nai phối hợp bắt giữ. Sau khi Sơn bị bắt, công an đã thu hồi tại ngân hàng cùng 12 chủ nợ của Sơn, tổng số tiền gần 920 triệu đồng trả lại cho gia đình bé gái. Hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh Long An quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Sơn mức án 15 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.